Chào anh em, Chú Kiện Audio lên sóng bán nhanh hai cặp loa OnQ. Cặp bên tay trái này, loa màu vàng này là cặp SX7A. Cặp bên tay phải em đây là loa màu gỗ này là cặp S7GXDV. Hai cặp loa của OnQ công suất thì đều là 140W hai loa. Và trở kháng thì cặp này thì là 4 ohm rồi, còn cặp này thì để kiểm tra lại nhé. Cái S7GX này là 4 ohm chính xác rồi. Cặp này là 5 ohm. Cặp này 5 ohm. Đấy, một cặp 4 ohm, một cặp 5 ohm. Và mức giá em thanh lý ngày hôm nay cho các bác anh mình cùng chơi là mức giá cũng rất là rẻ luôn. Đấy, em nói giá là các bác giật mình. Cặp SX7A, cặp này em thanh lý giá 700k bao ship. Còn cặp S7GXDV thì em thanh lý giá là 760.000. Đấy, 7 con này 700, còn cặp này 760.000. Đấy, tất cả các đơn hàng bên em đều miễn phí ship toàn quốc cho anh em. Anh em chú ý, các đơn hàng miễn phí ship thì anh em vui lòng chuyển khoản đủ. Còn các bác chuyển cọc thì cọc trước 200. Chuyển cọc thì em không miễn phí ship các bác nhé. Đó, nói rõ luôn từ đầu. Bác nào chốt cặp nào thì báo em. Đó. Còn về chất âm thì các bác có thể tham khảo các cái clip test mà em đã test những mã này. Vì những cái mã này em đều thường em đã có clip test cả rồi. Đấy, nếu em mô tả sơ bộ thì cặp này thì thiên nhiều về trung âm, về tiếng trung âm tốt này. Đấy, anh em nghe buero các thứ mà cần trung âm nhiều nghe cặp này rất là hay. Đấy, còn con này thì các cái giải đều ok, và con này giải bass thì nó có hơn cái cặp này một tí xíu thôi. Đấy, con này cặp giải bass hơn tí xíu thôi. Cái thứ hai là cái màng nó trắng thì nhìn nó cũng bắt mắt hơn cái dòng này. Đấy, tuy nhiên thì cái tiếng bass của con này thì nghe rất là chắc. Đấy, cái dòng SX7A thì nếu anh em đã chơi rồi anh em biết đấy, tiếng rất chắc. Đấy. Và trơm hay. Đấy, còn con này tiếng bass của nó thì sẽ mềm mềm hơn. Đấy. Rồi em quay hình thức luôn cho anh em nhé. Nói chung anh em mà thiên thích nhiều về trung âm thì nên lấy cặp SX7A này. Đấy. Còn chơi tạp thì anh em có thể lấy cặp này cũng được. Cặp này cũng rất là hay, chơi tạp rất là hay. Tiếng bass nó tương đối ok. Rồi em bắt đầu quay nhé. Hình thức thì tương nhiên với cái giá thành này thì nó không thể đều đẹp, không thể nào đẹp được xuất sắc đâu. Đấy, nói rõ luôn từ đầu đấy, để giá thành này nó quá rẻ. Đây em quay cẳng nó này. Cái mức giá quá rẻ thôi thì gọi là giá thanh lý thì hình thức nó chỉ mức độ tương đối đấy các bác nhé. Đấy, anh em nhìn hình thức, em quay các cái cạnh mặt của các cái đề can nó nhá. Đấy, các bác nhìn kỹ em quay rất là chậm thôi cho anh em nhìn kỹ. Tất cả loa đều zin nguyên bản các bác nhé. Về cô nhận các thứ em cũng chưa động chạm gì cả, tất cả em bãi về lau chùi và dọn dẹp và cắm test hát ok thì em bán thôi. Đấy, chưa sửa chữa cái chân này, nó hơi bị gãy đi, em đã gắn keo đấy rồi các bác nhé. Đấy. Nói chung với cơ bản thì thùng vách của nó vẫn còn tương đối là vuông vắn. Đấy. Còn tất nhiên em như em đã nói rồi, giá thanh lý này thì nó không thể đẹp xuất sắc được. Đấy, nó chỉ đẹp phải như em đang quay thôi. Như này cũng là rất là tương đối rồi. Thứ hai là cái đợt này thì hàng bãi nó đang giảm giá cho nên là nó có những mức giá thấp. Còn thông thường những cặp này mà thường ở trong năm thì giá nó vẫn khoảng độ 900 anh em nhé. Những cặp SX7A này là giá 900. Thì tiếng nó rất là tốt, tiếng trung âm tốt này. Bác nào đã chơi cái dòng này rồi các bác biết tiếng rất là tốt. Bass thì rất là chắc. Rồi, chuyển sang cặp S7GXDV. Dòng này thì chơi tạp tương đối là ok. Rồi, e căng của nó thì đầy đủ. Chơi tạp ok thôi nhá. Chứ còn nếu mà nói về chất âm hay thì em thấy con này vẫn nhỉnh hơn một tí xíu. Thế còn dòng này thì tạp thì ok. Đấy. Tạp là tạp, tức là chơi mọi loại nhạc ấy. Các cái dòng nhạc khác nhau đó. Rồi nhé, em bắt đầu quay cái hình thức ở phía trên của nó. Anh em chú ý giá này đều là giá thanh lý rồi các bác nhé. Để cho nên các bác cũng không mặc cả gì nữa đâu, cho nó mất thời gian ra. Bác nào cảm thấy cái giá này em bán là êm, là ok thì các bác lấy thôi. Bởi vì mặc cả, thực ra mặc cả em cũng chả thấy bớt được nữa. Cho nên các bác mặc cả thì cũng chỉ mất thời gian của các bác thôi. Đấy, em nói rõ luôn từ đầu là thế. Còn bên em thì các bác mua hàng cứ truyền đủ các cái đơn hàng em nói này. Tất cả các đơn chuyển đủ thì em đều miễn phí ship như đơn hàng này nhé. Cứ chuyển đủ miễn phí ship cho các bác luôn. Còn anh em chuyển cọc thì cứ cọc trước 200 em gửi hàng thôi. Chuyển cọc thì em không miễn phí ship các bác nhé. Rồi cảm ơn các bác nhé. Các bác chốt cặp nào thì các bác báo em.
Đấy, cặp này cặp S7GXDV. Đấy, còn này là cái cặp SX7A. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Trung Kiên Audio. Mọi chi tiết đặt hàng các bác nhắn tin về số Zalo 0975 575 262 các bác nhé.